Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Dòng tiền đổ vào vàng ồ ạt khiến ngân hàng thiếu tiền đáng kể. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, nhận xét lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng xuống thấp nhất nhiều năm qua. Điều này quá tốt cho nền kinh tế nếu lãi suất tiền vay giảm tương ứng. Nhưng đáng chú ý, lượng tiền gửi trong nền kinh tế giảm 0,76% do dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản, chứng khoán. Về dịch chuyển đầu tư sang vàng, ông Hòe cho hay, vàng trong quý 1 tăng 23%, do đó chỉ cần nắm vàng từ đầu năm đã lãi 23%. Từ sự thực này, dòng tiền ồ ạt đổ vào vàng cũng là điều dễ hiểu. Một điều nữa là lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng xuống thấp nhất nhiều năm qua. Điều này quá tốt cho nền kinh tế nếu lãi suất tiền vay giảm tương ứng. Tổng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 13,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 13%. Cơ cấu tiền gửi giữa tổ chức và người dân 50-50. Tôi không thích cách mọi người nói tiền gửi tăng khủng lên gần 14 triệu tỷ đồng, bởi mức tiền gửi tăng là bình thường khi lạm phát như vậy, GDP như vậy. Lãi suất huy động năm 2023 lên tới 9-10%, thì tất nhiên tiền gửi phải tăng, ông Hòe nói. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất huy động giảm liên tục và ở mức thấp kỷ lục, kỳ hạn 1 tháng khoảng 1,7-2%, 12 tháng khoảng 4,6-5%. Tính đến cuối tháng 3 năm 2024, tổng tiền gửi là 13,4 triệu tỷ đồng, giảm 0,76% so đầu năm. Cũng theo vị chuyên gia, bình quân mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ 55 tấn vàng, theo tính toán của Fulbright. Với lượng cung ứng trong nước 3-4 tấn, thì lượng nhập về hơn 50 tấn vàng. Việc phải dùng một lượng lớn ngoại tệ để nhập khẩu vàng cũng gây áp lực lên tỷ giá. Dòng tiền vào vàng lớn vì giá tăng cao, doanh số mua bán vàng ở các công ty vàng trong nước rất cao, như công ty PNG, doanh số trên 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, SJC, doanh thu trên 30.000 tỷ đồng. Tiếp theo là chảy vào chứng khoán và bất động sản. Theo phân tích VN Group, tỷ trọng dòng tiền phục hồi đối với ngành bất động sản tăng lên 21,5%, vượt trội so với ngân hàng 17,8% và chứng khoán 15,5%. Trong đó, tiền vào chứng khoán tăng cao, dòng tiền trong nước cân toàn bộ lượng bán ròng của khối ngoại. Số lượng tài khoản mở mới tăng, giao dịch bình quân trung bình 27.000 tỷ đồng một phiên. Cùng với đó, tiền vào thị trường bất động sản cũng có sự phục hồi đáng kể, với hàng loạt yếu tố tích cực như kiều hối 14 tỷ USD một năm, luật đất đai cho phép Việt Kiều mua nắm giữ bất động sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tích cực mua lại trái phiếu với số tiền 10.468 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng số mua lại trái phiếu doanh nghiệp. FDI tiếp tục gia tăng đầu tư vào bất động sản, nhất là bất động sản khu công nghiệp. Dẫu vậy, theo ông Hòe, với xu hướng nhích lãi suất tiền gửi từ nay tới cuối năm, thì tiền gửi ngân hàng cũng sẽ phục hồi. Nhưng câu hỏi đặt ra là tiền đã rẻ chưa? Tôi khẳng định tiền ở Việt Nam vẫn không rẻ. Lãi suất thực sự cho vay trừ đi lạm phát vẫn còn cao 4-5%. Lãi suất tiền vay bây giờ, tôi hỏi các doanh nghiệp thì thấy chỉ những doanh nghiệp tốt mới được vay lãi suất thấp 5-6% vốn ngắn hạn. Nhưng thông thường thì vay vốn ngắn hạn lãi suất 7-8,5% và 9-10% lãi trung và dài hạn. Lãi suất vẫn quá cao và tiền không rẻ, ông Hòe nhấn mạnh. Hai đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng. Sáng 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên năm 2024 tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, thành phố Hà Nội, với sự tham gia của 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp dự thầu. Đây được xem là giải pháp quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc trong ngày 22 tháng 4. Tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu ngày 23 tháng 4 là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng một lô. Loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá. Đơn vị tham gia đấu thầu sẽ phải đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc 80,70 triệu đồng một lượng. Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Mức giá dự thầu 10.000 đồng một lượng.
bước khối lượng dự thầu, một lô 100 lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được tăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, Cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam, việc Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng ở thời điểm này khi giá vàng miếng SJC bán ra thị trường đang ở mức 83,5 triệu đồng một lượng và yêu cầu số lượng mua tối thiểu là 1.400 lượng, khiến nhiều đơn vị tham gia đấu giá cân nhắc. Đến trưa 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả đấu thầu 16.800 lượng vàng. Hai thành viên đã trúng thầu 3.400 lượng. Đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 11 năm ngưng hoạt động. Hai thành viên trúng thầu 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng. Mức giá vàng trúng thầu thấp nhất 81,32 triệu đồng, giá cao nhất là 81,33 triệu đồng. Cập nhật diễn biến giá vàng hôm nay, 23 tháng 4, có nhiều biến động khi có kết quả cuối cùng của phiên đấu thầu vàng. Đầu giờ chiều 23 tháng 4, giá vàng 4 số 9 của SJC tăng thêm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, lên mức 82,8 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng quốc tế hôm nay 23 tháng 4 năm 2024, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.332,9 USD một ounce, giảm 4,1 USD một ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2.346 USD một ounce. Giá vàng trên sàn KITCO lúc 21 giờ ngày 22 tháng 4 theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.337 USD một ounce, giảm 2,06% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6 năm 2024 trên sàn COMEX New York giao dịch ở mức 2.356,2 USD một ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 22 tháng 4 theo giờ Mỹ, giá vàng giảm mạnh do làn sóng chốt lời của nhà đầu tư. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã lắng dịu, khiến áp lực bán tháo trên thị trường gia tăng. Chuyên gia phân tích thị trường Everest Millman của Gannett Fieldcoins cho rằng diễn biến tại Trung Đông vẫn là yếu tố chính tác động đến hướng đi của vàng trong vài ngày tới. Chuyên gia Millman nhận định, trước khi diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, thị trường sẽ gác lại một bên những gì liên quan đến kỳ vọng lãi suất cho đến khi tình hình tại Trung Đông thực sự lắng dịu. Theo chiến lược gia thị trường Colin Kieszynski của SIA Wealth Management, rủi ro địa chính trị trên toàn thế giới vẫn còn rất lớn và có thể kích hoạt các đợt tăng giá của vàng trên thị trường bất kỳ thời điểm nào. Cùng quan điểm với Colin Kieszynski, nhà môi giới hàng hóa cao cấp Daniel Bavilonis của AGL Futures cũng cho rằng xung đột địa chính trị vẫn là yếu tố quyết định đẩy giá vàng lên cao. Dự báo giá vàng sắp tới, chuyên gia Mark Leibovitz của Real Metal Resource Leader cho hay, ông vẫn lạc quan về vàng trong ngắn hạn và trung hạn. Ông dự báo giá kim loại quý sẽ tăng lên mức 2.700 đến 2.800 USD một ounce. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Darin Newsom của Barclays.com nhận định, vàng đang bị quá mua và thị trường sẽ chứng kiến nhiều đợt bán tháo để giải phóng áp lực. Phần lớn các chuyên gia dự báo giá vàng vẫn có xu hướng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng từ nay cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Vàng có thể sẽ tiếp tục thu hút thêm những người mua với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.